Đây là các cái loại cầu xe điện. Loại liền. 90 phân 1 mét và 1 mét 1. Ngoài ra thì bên mình còn rất nhiều các cái loại ngắn hơn, từ 50 cm, 50, 60, 70, 80, 90, 1 mét. Loại này là loại cầu liền. Cầu liền thì nó không cơ động bằng cái cầu rời, nhưng mà vẫn có nhiều người thích cái loại này hơn. Nhưng mà nhìn nó to, làm xe nhỏ thì nhìn cái cầu này nó hơi đồ sộ một chút. Đây là các cái mặt bích để bắt động cơ này. Các bạn lưu ý là nó có cái mặt bích nào mà đều 5 ốc như này thì hầu như là đều bắt vào đây được. Và cái loại này là loại hộp số cắm động cơ vào. Động cơ của nó có trục 16 răng, cắm sâu vào đến tận đằng này. Đấy, trục 16 răng. Đây là cái động cơ điển hình của nó này. Nó được bắt với lại cái cầu này bằng 5 con ốc. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Kích thước thì cứ giống như thế này là được hết. Hầu như trên thị trường nó chỉ có một loại kích thước này thôi. Động cơ thì có thể nhiều kiểu khác nhau, nhưng cái kiểu ốc này thì chỉ có một thôi. Còn nếu có loại khác thì nó khác hẳn. Còn đây là cái loại này là 16 răng này. Các bạn mua động cơ thay thế hay mua cầu thay thế thì rất là dễ. Đấy, đây trục răng của nó này. 16 răng. Nó cắm thẳng vào đây thôi là xong. Đây là hàng cái loại này thì nó có số phụ và không có số phụ. Động cơ thì nó có loại nhanh, loại chậm, loại tốc độ cao. Thường thường là loại bình thường là loại 3.300 vòng trên phút và loại 3.000 vòng trên phút. Ngoài ra thì nó có loại động cơ là 5.000 vòng trên phút và loại cho xe trong nhà xưởng là độ khoảng vài km trên giờ, khoảng 8 km trên giờ ngang với đi bộ. Loại đấy thì rất là khỏe nhưng lại cực kỳ chậm. Thì các bạn có nhu cầu dùng cái loại nào thì yêu cầu nên thông số cho mình trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các cái loại cầu ngắn thì bên mình cũng có rất là nhiều, đủ đáp ứng cho các bạn làm số lượng lớn. Cầu và nhíp, hộp số.